Công nghệ thông tin là mảnh đất đầy tiềm năng cho những người yêu công nghệ và mong muốn khởi nghiệp. Trong những ngày đầu năm mới thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nhan Thế Luân, sáng lập viên website âm nhạc nhacutui.com, chủ tịch tập đoàn NCT về xu hướng khởi nghiệp hay còn gọi là startup công nghệ tại Việt Nam. Cái quan sát của anh trên thị trường á, thì tại Việt Nam cái số lượng mà các bạn trẻ startup ở trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì như thế nào và cái mức độ thành công của các startup đó như thế nào? Hiện tại thì luôn thấy rằng á, là cái niềm đam mê khởi nghiệp startup á, của các bạn trẻ sinh viên kỹ thuật công nghệ hay là trong cái lĩnh vực này á, thì nói chung là có cái niềm đam mê rất là lớn. Bằng chứng là trong tất cả những cái buổi mà gọi là hội thảo, rồi cái buổi về khởi nghiệp, cái buổi về trao đổi nói chuyện đồ á, thì rất là đông. Các bạn trẻ có, sinh viên có, thậm chí những người đang đi làm nó có. Tuy nhiên á, thì là cái tôi có một cái lời nhắn nhủ á, là thật ra là các bạn trẻ chưa hình dung hết là sẽ làm cái gì. Thậm chí có bạn trẻ muốn khởi nghiệp mà cũng chưa biết là mình sẽ làm cái gì, chỉ nói là tôi muốn khởi nghiệp thôi. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là các bạn trẻ nên xem xét lại và chọn một cái con đường phù hợp, hoặc là một mô hình như thế nào đó, hoặc là một sản phẩm như thế nào đó, thì mình gọi là mới có thể là xây dựng một công ty. Còn về cái sự thành công của các bạn trẻ như là các công ty nhỏ thì tôi thấy là cũng khá là thành công ở một số trường hợp. Đương nhiên là cái tỷ lệ mà thất bại nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà so với lại thị trường như lại những cái nước khác, ví dụ như đi Thái, Ấn Độ thì cũng thấy rằng là nó tương đối là thành công hơn với lại những cái bên. Bởi vì ngành này rất là mới. Mình có cơ hội rất là lớn để mà tiếp cận được lượng khách hàng nhiều. Lượng hàng mà lớn để mà phát động thị trường, mở rộng cái thị phần của mình. Thưa anh, như vậy thì cái điểm yếu của các bạn trẻ khi mà startup tại Việt Nam như thế nào? Điều nhất có thể nói là cái kinh nghiệm. Một là các bạn trẻ coi như là khi mà khởi nghiệp thì cái độ tuổi nó nhỏ, kinh nghiệm về quản lý, kinh nghiệm về kỹ thuật, kinh nghiệm về khác còn yếu. Cái phần thứ hai á, là về cái mô hình. Đôi khi các bạn trẻ hay coi như là rập khuôn mô hình của nước ngoài mà vẫn chưa có thể là điều chỉnh cho nó phù hợp ở thị trường Việt Nam. Thì chính vì như vậy á, thì sản phẩm nó đôi khi nó chưa có tốt bằng. Và cái thứ ba là có thể là do những cái yếu tố khác về tài chính, về tiềm lực tài chính để mà đầu tư thì cũng không bằng lại các nước khác, bởi vì có thể nước Việt Nam mình mặt bằng chung thì tương đối là nghèo hơn so với lại nước ngoài. Thì tuy nhiên rằng luôn thấy rằng nhưng mà bù lại thì mình cũng có những cái rất là lợi thế, nghĩa là cái sự đam mê. Nghĩa là khi mà mọi người các bạn trẻ khởi nghiệp thì cái sự đam mê rất là lớn, coi như làm sản phẩm có thể làm rất là nhiệt tình, làm ngày làm đêm. Và cái kết quả của sản phẩm đó so với lại những nước khác thì cũng không thua kém gì. Thì đối với những người trẻ mà khởi nghiệp, những người mà có cái ý tưởng tốt nhưng mà người ta chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý một công ty, thì theo anh là họ có nên nhắm đến hướng đến mục tiêu là bán cái sản phẩm của mình? Thật ra đấy thì cái kinh nghiệm nghĩa là kinh nghiệm là gì? Kinh nghiệm là do quá trình. Thí dụ như các đơn vị đấy là có được một sản phẩm tốt nhưng mà lại không có kinh nghiệm về quản lý thì họ có hai lựa chọn. Một là họ sẽ bán sản phẩm lại cho công ty khác. Hai là họ phải cải thiện cái năng lực của họ bằng cách là có thể là họ tự học hỏi để mà học hỏi mô hình quản lý của người khác. Hai là có thể tìm những người khác vân vân khác nào để cải thiện mình. Thì luôn nghĩ rằng cái việc mà gọi là lựa chọn tốt nhất của họ là do chính cái người mà gọi là lãnh đạo, người chủ của cái sản phẩm đó, cái người lãnh đạo của công ty đó, họ quyết định cái định hướng họ đi thôi. Còn về mặt tốt hay xấu thì luôn nghĩ là tất cả đều có thể xảy ra. Thì nó có thể tốt thời điểm này, nhưng có thể lúc sau nó sẽ xấu. Hoặc là thời điểm này là nó cảm thấy là nhiều người sẽ không hiểu được vấn đề đó. Nhưng thời điểm sau họ lại cảm thấy là cái vấn đề đó, người chủ doanh nghiệp đó họ lựa chọn thấy là đúng đắn. Thưa anh, dưới góc độ là chủ của một doanh nghiệp đã có một số thành công nhất định trên thị trường, thì theo anh thì anh có tìm kiếm những sản phẩm khác bổ trợ cho cái dịch vụ của anh để mà anh mua lại hay không? Thật ra đó, thì cái này là cũng có. Bản thân ví dụ như là có hai câu chuyện. Thì thứ nhất, để phát triển trong ngành này nó thay đổi rất là nhanh. Có nghĩa là ngày hôm trước, trong khoảng 10 năm trước đi, thì mình nghe nhạc bằng DCD. 5 năm nay mình nghe nhạc bằng máy tính, bằng website. Thì có thể rằng 5 năm sau, cái thị trường nó khác, có thể nghe nhạc bằng điện thoại hay một thiết bị gì đó mà có thể mình chưa có thấy từ hiểm này ra. Thì chính vì cái xu hướng phát triển liên tục, đặc biệt trong cái ngành này, thì do vậy thì giống như là Luân cũng thường xuyên coi như là tìm hiểu trong nội bộ công ty. Phía nội bộ công ty là coi như là những cái cá nhân mong muốn làm những phẩm mới, những phẩm công nghệ mới, thì mình cũng gắng hỗ trợ mình làm.
Ngoài ra thì có thể là xem xét tới lại những cái đơn vị bên ngoài, ví dụ như những cái cá nhân muốn phát triển những sản phẩm mà gọi là nhỏ nhưng lại thiếu vốn, lại thiếu con người, lại thiếu kỹ thuật, thì có thể là xem xét lại mình sẽ lại là mua lại phần đấy hoặc là hợp tác để mà phát triển. Cái đó thì cũng đang làm và hiện tại thì cũng có làm một vài trường hợp rồi. Thưa anh có cho rằng khi mà trong cái giai đoạn mà bắt đầu thì cái thị trường website âm nhạc tại Việt Nam thì chưa có nhiều dịch vụ thú vị không? Cái câu hỏi là có may mắn hay không thì Lưu xin trả lời là chắc chắn là may mắn đóng một phần rất là lớn trong cái quá trình phát triển của tôi. Có nghĩa là những tôi may mắn coi như là tìm được một hướng đi tốt trong rất nhiều coi như hàng trăm website nhạc thời điểm đấy, và may mắn có những cái người nhân viên, những cái người cùng làm chung với mình coi như là giúp cho mình phát triển sản phẩm. Và cái may mắn thứ ba là có thể tìm may mắn được với coi như là được cái sự thấu hiểu của những nhà đầu tư để mà có những cái đầu tư vào để mà làm sản phẩm này. Thì luôn cho rằng là may mắn là luôn luôn là coi như đóng một phần trong cái sự phát triển của công ty, bên cạnh cái sự gọi là nỗ lực cố gắng của các mọi người thì yếu tố may mắn nó là một phần trong đấy. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi.